Vợ chồng miền Tây mến chào đến ông bà cô chú anh chị em. Thì bữa nay nên đi bẫy chuột của chú anh chị, nên bẫy chuột đồng lên nước ha, đồng bơm đó, có bầy vịt con ăn kìa. Nên đang đứng ngay chân chỗ khu biệt thự của ông bà nè. Đó, khu biệt thự này đẹp luôn, khu biệt thự này đẹp tuyệt vời luôn, làm bằng này là làm bằng đá không à, quầy văn thì cái chỗ này bữa trước anh em nên vay đi phát ếch nè, nên với anh Nguyên Thành đồ ngủ ở đây nè, chân giống nằm ở ngay chân chỗ này nè, chân của nhà mát ngoài này. Thì bữa nay nên bẫy chuột nè, động này người ta đang bơm nước, đang bơm nước chuẩn bị ra chuột xạ lại của chú chị. Máy đang chuột xạ ha, có người đang xạ kìa, có người đang xạ lại cánh trong mấy miếng trong đó là người ta xạ rồi, còn ngoài này chưa. Này nên bẫy theo mấy cái đường này nè, bây giờ theo mấy cái nền mò nền mấy cái khu biệt thự của chú anh chị đó, khu biệt thự ngoài đó rồi nè, khu biệt thự này với khu biệt thự đằng kia với khu biệt thự này, anh bẫy vòng xung quanh mé ngoài nè, với cặp theo mấy bờ nước nè đó. Tại vì nước bơm đồng mà của chú anh chị nó bơm lên nè, cái chuột thì nó gom lên trên mấy cái gò, mấy chỗ nào cao cao á thì nó gom lên trên đó. Giờ này nên bẫy theo đó, đó nên bẫy nãy giờ cũng gần xong rồi, còn 6 cái nữa, còn 6 cái nữa là xong rồi đó. Đó nên bẫy vòng đó mấy đường nước cờ nên cắm đó, cái xung quanh đây nè, cánh đồng ruộng bự. Hiện nay ta đang lên nước không gãy cũng gì. Ở đây thì mình bắt không được bự, nói chung vừa coi hên thì cũng được 1-2 con bự vậy đó. Cánh đồng rộng thanh thang luôn, cánh đây thì có nước rồi, hết rồi, còn cánh ở dưới đó thì chưa có chú anh chị, thì cánh bên kia chưa có nước, tại cánh bên đó có máy bơm quanh đây, tại vì người ta chưa có bơm bởi vì chưa có nước, ta đang làm bên khúc bên này trước. Rồi giờ còn 6 cái nên thì sẽ đi bẫy hết chú anh chị, để nên bẫy ghiết cho xong rồi nên hẹn ông bà cô chú anh chị lại tối nay ha, chừng nào vợ chồng nên đi thăm cái nên sẽ chia sẻ tiếp đến ông bà cô chú anh chị em mình ha. Vợ chồng miền Tây mến chào đến ông bà cô chú anh chị buổi tối ha. Như đang chung dịch tới giờ tối đầu giờ này cũng bẫy ra ngoài à, hai chồng là trời chạy vô bắt đầu đi thăm chuột của chú anh chị rồi, sạch không dính luôn vậy. Uống đi, bắt lại con này mà đẹp nè, bắt lại bên này nè, dạ bên đây nè, bên kia kìa, không bên kia kìa, quay lại à, dính bẫy rồi, nó vô sập mà không dính cái này nè. Không có luôn, không có luôn, nhưng mà đưa vô đây thì sẽ dính. Có không? Có 1 con, 2-3 con chuột con. Ếch kiều cánh mình đó, mà nước bình đĩa chưa? Giờ này có ếch kiều đó, 7 giờ mấy rồi ếch kiều rồi. Hôm qua anh thấy nó chạy bài bài luôn, nay không thấy dữ vậy anh chàng. Bữa trước nên đi bắt ếch với mấy ông anh á. Ồ, chạy bài bài luôn, kìa bên đó dính kìa, không vinh trời kìa. Chục con mà. Ủa không có, đó, dính con bự đó. Rồi lên cây cái cầu nắng đi qua. Đây dính con, đây dính con nhỏ. Cái gì vậy? Nó có đây, nó quẹo rồi, nó có đây, bỏ cái đó đâu. Chút đó nó chạy. Đó nó chạy chứ.
hôm qua chạy dữ lắm, vì chiếc chạy dữ bữa đi bắt ếch á, bữa đó nước miếng này còn khô. Đi qua đây đổ mấy con này đi vậy, nó tạt đâu mất tiêu chứ, còn bự, phải đặt được bữa đầu im à. Nó chạy ở trong mặt đó, một bãi luôn kìa, đó, kè đó dính kìa, ô, chạy một bãi luôn dính đi. Mà không thấy đường đặt thì chịu dịch nó quậy với nhảy. Thấy đường đâu đặt. Chạy coi. Còn vô này có dính chết rồi. Chết rồi, chạy một bầy coi cũng bự bự không đổ đó, nó chạy vô rồi sạc sạc thôi. Quá trình luôn. Nó không dính, nên đặt đây đặt ăn cái nè. Nó không dính. Nhưng nên sửa cái gạch này lại. Bắt gì này. Bắt gì là dính nè. Có mỡ. Ừ, chuột này hơi ú nè, chuột này có mỡ nè, mỡ mà ít trong nhiều rồi. Mời chị qua. Nãy chạy nguyên một bầy luôn, con cũng bự bự không. Ít kiều. Đâu? Nó nằm ngay đó luôn đó. Nó nằm ngay đó luôn á. Ừ. Cái này đặt đây không dính. Cái này đặt đây không dính. Quyền hả? Nãy chạy đây quá chừng rồi mà nên không thấy đường đặt, tức thấy dê luôn. Chạy một bậy luôn. Bự bự không? Để sao bắt. Để bắt kiểu gì kìa? Ai biết. Bắt người ta quay ra. Cái đó con. Cái này dính nè. Trời ơi, chụp không dính. Này nó dính con nè. Đây con nè. Hai con luôn. Trời ơi chạy kìa. Quá trình nè. Trời ơi chạy kìa. Chạy lũi nhóc luôn. Chạy kìa. Cái này dính không? Bẫy này nên đặt đâu rồi chạy kìa. Ủa bẫy nên đặt đâu mất đi rồi. Nên đặt ở trên này mà ta. Để nên kiếm cái bẫy à. Rồi dân xuống đây nè. Rồi dính cái đuôi chuột. Bên con bự ra. Con đẳng con nữa kìa. Nên đặt thập đó ha. Rất dòng thành. Đây có cái đẹp bông quá trình luôn. Đó, còn đẹp nhất luôn. Gần hè rồi, gần hè bông có đẹp có bông phải rồi. Đèn còn nên đặt xây đầu cặp vách á. Nó chạy lũi lũi là dính. Tại giờ nước không à. Nó đâu ra ruộng rồi. Chạy qua cái gò. Ngồi một. Cô chạy kìa. Đây nè. Nằm đâu nằm trong cục đất này nè. Chạy nha. Đèn con. Chạy quá chừng chạy à. Mà chạy khôn nó chạy không dính lũi. Tại mà khô không thấy đường mòn á chứ gì. Chứ thấy đường mòn đặt cũng dính tuốt hết. Đặt cũng thấy bóng bóng thôi chứ đâu có thấy đường mòn rõ đâu. Thấy đường mòn rõ là dễ gì nó chạy khỏi. Nhưng mấy cái gì nè, khi đặt ra là lụm nó. Về chuột nó gom lên trên vườn này không nè. Gom chạy cặp mé. Cái này không có cỏ. Nhưng khó đặt. Kìa chạy. Ủa quá chừng luôn, ngồi vui vô hang. Nó không xuống mé. Nó chạy không rộng trên luôn. Kìa kìa kìa. Hai ba con luôn kìa. Ôi chui vô hang luôn. Hai cái hang chui vô hai con. Buồn đây dính con nè. Bự quá. Bự quá đã. Ừ. Hai cái hang đó nó dính chui vô hai con luôn. Hai cái xe đầu. Dính cái. Dính cái chết một cái. Hai con luôn hả?
hai con nhỏ, hai con sư ni. Ồn hết bành cây luôn, nhảy xuống mương rồi, hết bành cây nhảy xuống mương. Mình ở trái đó, nằm ngay trang dũng nước đó. Nhá. Tối nay chút nó cũng lên cạp. Đây với con này mà. Mình này, chỗ này thấy chạy ít quá ta. Đây với con này. Bự không? Làm như nước nhiều quá nó tạt đâu bớt mất tiêu hơi thêm nên cũng không biết luôn. Ừ, trước mấy anh em mình đi bắt ếch đó, cụ nên thấy nó chạy dữ lắm chạy luôn mà nên không biết, phải biết là nên đặt sớm rồi, nghĩ là nó không có chuột, ai ngờ cũng có chuột, cái lên nước cái ít thiệt nhưng mà lên nước cái nó gom lại, nước nó gom gò. Ủa sao này con này chết nhiều vậy? Kìa đó dính con hay gì đó? Gắn. Gắn hả? À? Tuột mà. Gắn mà. Này á. Đâu? Ừ. Ủa dính gắn. Gắn hổ dện. Chuột kìa. Một xíu. Rồi dính gắn hổ hèo. Nên thả nghe cô chú anh chị. Gắn nhỏ. Nè. Dính gắn hổ dện luôn. Anh lo tài. Thả rồi tôi giận con ơi. Chạy mày chạy lơ mơ mày lũi vô trong gặp chuột ra nó đi đó con đó. Kìa chuột nhỏ đó sạch chạy vô mày, chạy vô sạch liền. Đây dính con. Đây con hả? Chạy lũ lũ rồi lụm nó. Đèn con nè. Không mấy con đâu. Cũng bộ cũng bộ. Trời ơi, 2 bắt kilo. Cái chạy ngang cho luôn kìa. Để chạy kìa. Ồ, quá chừng. Trước mình thấy đây nè. Nó ra một bài luôn. Ồ, nhóc con kìa. Kìa chạy nhảy kìa. Lư, bự, co, nhỏ con. Kệ trong con nữa. Ừ, không ghê luôn. Thằng Đắng nó dính con. Rồi. Hai chồng nên cũng thăm xong của chú anh chị. À, nên đặt 160 cái. Dính được nhiều. Chắc cũng 5-6 kg được. Này như im chuột nhà chuột gom, chuột còn chạy quá trời luôn mà sao nó không vô của chú anh chị, không thấy đường mà nên đặt không được, nó chạy khơi khơi trên không. Đó, sáng cái kiếm mở nữa là ngon của chú anh chị. Gom một cục ở đây về sát ra rồi thì nên hẹn ông bà cô chú anh chị em lại sáng mai ha. Rồi buổi tối nên chúc cô chú anh chị ngủ ngon, bye bye. hẹn cái nhà mình lại sáng mai. Một con sáng có bày vịt gà kìa. Vợ chồng miền Tây mến chào đến ông bà cô chú anh chị ngày mới ha. Thì sáng bắt đầu hai chồng nên đi gom số gặp chuột rồi, cái này ủi luôn à. Ủi gặp luôn. Cái này tối dính giờ sáng ủi luôn. Ủi gặp luôn, cái này dính. Cái này tối dính là sáng dính nữa. Có cái kia nó bị ủi à.
chuột còn nhiều lắm mà không thấy đường đặt của chú anh chị, nên đặt nói chung là ấy không à, chứ không có thấy đường mòn đặt, đâu thấy đường mòn gõ đâu đặt. Này con nè hả, rồi cây đẹp bông quá trời bông, không thấy lá thấy bông không, bông với trái nha. Đây một con tôi cái đám mía này nè, chạy một bầy luôn. Đây một con nè. Tôi cái đám mía nè, chạy một bầy luôn, như bầy gà vậy đó, nó chạy cái trồng mía không à, nó không gà. Rồi đâu đó đó. Đây một con. Đây một con nữa. Đồng này lên nước mà nên không bắt đồng nhà luôn. Kệ đó con kìa. Đó tối dính con, sáng dính con. Bữa trước thì có mấy ông anh thì nên bắt đồng này. Có tối này là nên không có bắt đồng này. Tối phải nên bắt đồng này là nên đi thăm chuột nữa. Đi thăm chuột sửa bẫy rồi. Đó dính con đó. Chuột còn chạy nhiều lắm nhưng mà mình không thấy đường đặt, hai cái dính cái nên đặt cái chơi sát 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 mé luôn, đặt sát mé xây đầu đó dính con đó, cái đó đó không dính sang dính đó con kìa. Qua thấy nước ít này, này nước đóng, nước dầu nhóc hết trơn. Ít đây thì nói chung không, cũng không được bự, ít đực nhỏ, ít cái cũng vừa vừa. Có nhầm con thì cũng hơi bự, nhầm con nhỏ, này bị dịch con. Mấy miếng đó có nước vô từ từ chơn. Như bầy vịt con luôn, lội kìa, lội lụm cụm. Thả lan cho nó ăn luôn. Phong cảnh buổi sáng thôi chú anh chị. Bầy vịt con này cũng mấy ngàn con á, nó ăn cánh bên đó nữa kìa, cũng mấy ngàn con. Tối cái hồn mộ này cứ dính cũng được nè. Giờ là chuột nó gom đây nè, dính con, đó dính con kìa. Đây dính con nữa, tối nó chạy một bầy luôn, gồm mộ nè. Chạy dữ lắm, nó chạy ở trong đó. Đặt nữa là mơ cũng dính nữa đó. Mày dính yếu lại. Cái này tối dính, về dính, tối dính chuột bự, sáng dính chuột nhỏ. Ghê, hai con luôn. Hai con chuột bé bóng bông bông. Cái này chết. Cái này dính chuột là lỡ ú, cái này nên đặt gì mà chết, thấy cái dấu đường nó chạy nó phóng gì mà chết. Hai cái dính hai con, sáng dính im im hơn nhật tối, nước nhiều. Cái này gì chết, cái này là cái thù lù. Đặt theo khu vực thử,
Anh dính em không vậy? Được ha. À, sáng dính chuột con quá chừng ơi. À, chuột con nữa. Về bữa kêu không được đấy. Chuột con dính nhóc. Hai chồng lên cũng gom xong của chú anh chị. Dính cũng im, từ sáng dính cũng ngon. À, giống như là phần nửa. Chết phần nửa, dính phần nửa. Sắp luôn hả chồng? Còn thôi dùng hết, dùng thí vô rồi hết không? Dùng đi, dùng rồi lắm. Nguyên đống đó là chuột không đó cô chú anh chị. Nguyên đống chuột luôn, nay trúng mánh chuột. Lâu lắm rồi nên mới thấy, nên mới trúng mánh được chuột. Quay như là dính phần nửa ấy, phần nửa đó. Này chắc cử sáng với cử tối luôn, chắc là chắc cũng được chục ngoài hết ngay. Giờ buổi trước kìa, buổi trước nên đặt được, đặt buổi trước nó mới im. Buổi trước cái đường đan này nè cô chú anh chị, từ ở trong dạy ra cái đường đan đường đi này nè, cổ nó chạy nhóc hết trơn luôn, mà nên đâu y không tưởng nó không có chuột nên không đặt với cái khu biệt thự đó đó. Khu biệt thự đó đó, rồi chạy nó ra một cái nguyên, nhìn nguyên một bầy luôn. Bự có, nhỏ có, vừa vừa có, nhiều lắm. Này chắc nên đánh cái khu vườn trong. Khu vườn trong đó đánh dài vô với qua khu vườn bên đây nè. Khu vườn thôi lồi ở giữa miếng đất này nên đặt đó. Qua bữa sau lại chắc nên lên trên kia. Tại nước giờ nước đây cái nó dồn dồn lên cánh trên nè cô chú anh chị, dồn dồn lên cánh trên á, dồn qua bên đường bên đó nên đặt, kiếm gò gò đặt cái gò này, cái khu biệt thự này nè. Khu biệt thự này còn chuột dữ lắm, nhưng mà đan không mà nên đâu thấy đường đặt đâu, dưới mé này cũng không thấy đường đặt nữa. Đấy, nên đặt cặp vô khi chạy lại chứ dính được hai ngớt. Ngày tối thì được hai gắn, có gắn sao gắn lại nhỏ nên không có, lúc đó nên không có quay. Duyên còn gắn hô dính, dính gắn hô dện. Rồi giờ để nên quải vô giác vô chổng thì đi về đổ ra cô chú anh chị. Nên cũng về tới nhà nè, nên cũng đã đổ rồi. Đổ nãy giờ chuột nhỏ, vô chuột nhỏ. Rồi bà bò chạy tới nữa. Này chủ nhật. À, này chuột lỡ ấy. Để nữa nên làm mới cho con gái nên nó thèm chuột dữ lắm rồi. Cái này nè, chuột được nhiêu nè cô chú anh chị. Cái gọng này cũng im mà, gọng này 7-8 kg rồi đó. Thì bữa nay trong cộng chắc nên cũng được chục ngoài của chính chị. Tính hết luôn á. Tính chừa đó rồi với tính chục nhỏ luôn á. Anh cũng được chục ngoài. Hơn 2 kg chục nhỏ. Đó, được nhiều đó. Hiện nay nói chung là trúng chuột lâu mới trúng được lần, quá sướng. Rồi thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng, nên cũng xin hẹn ông bà cô chú anh chị lại video sau. Rồi nên chúc cả nhà mình xem video vui vẻ, bye bye.